Chào các bạn, hiện nay thì mình đang có mặt tại một nhà hàng nó rất là tuyệt vời, một nhà chay tại khu vực núi Bà Đen của Tây Ninh. Đó, cái nhà hàng mà ở phía sau này bạn thấy rất là tuyệt vời, rất là mát, không gian rất là sang trọng. Gia chủ ở đây thì tôi mới ngồi ở phía dưới, đó là anh Quốc, một trong những người có tâm với nghề để xây dựng ra một cái nhà hàng mà giống như là một cái lâu đài rất là tuyệt vời. Và chúng ta hãy xem sơ qua đây. Đây anh em, các anh em mà đặc biệt là bên những công ty du lịch, các chúng ta chú ý đến cái nhà hàng này thì nó sẽ rất là tốt với đoàn, có thể tổ chức gala và tổ chức ăn set menu và có thể là ăn chay cho khách khi mà khách đến với lại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, đến với lại cái núi Bà Đen Tây Ninh. Khu vực tôi ở trên đây là lầu 2. Lầu 2 thì có thể nhìn thấy rất nhiều cái không gian bung rất là đẹp nha. Đấy. Ở phía dưới thì anh ấy cũng đang nói cho cái khách hàng tại vùng đất. Đây, tuyệt vời. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là cổ kính. Đó, nhà không gian rất là thoáng mát. Trong thời gian còn lại thì chúng ta đang chờ hãng tự một chút xíu, chúng ta sẽ không gian. Nếu mà khách mà dạng khách cao cấp, mà khách đặc biệt á, sang trọng thì chúng ta cho vào cái nhà hàng này thì nó rất là hợp lý nha các bạn ơi. Đó. Đây, rồi, vâng, và cái tên nó đã xuất hiện rồi. Chúng ta hãy đợi chờ xíu, cái tên nó sẽ xuất hiện lên. Rồi, cái tên của nhà hàng của ta rất là đẹp. Rồi, An Lạc Duyên. Rất là tuyệt vời, nhà hàng rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rằng đây là một cái nhà hàng mà tôi đánh giá rất là cao cho tất cả những đoàn khách. Chúng ta thấy thì xe 45 có thể vô được nha, mình nhìn thấy ạ. Không gian rất là tuyệt vời. Đấy. Anh Phong ơi. Anh ra đây em nhờ cái. Chút xíu em phỏng vấn xíu, tại vì đang làm cái video để gửi đến cho anh em. Anh cảm thấy cái nhà hàng này nếu mà mình tổ chức đoàn du lịch cho tour thì anh cảm giác như thế nào, ổn không ạ? Nói chung cảnh quan và cơ sở vật chất thì ok. Cơ sở vật chất ok. Nếu mà anh đoàn khoảng 100-200 người thì như thế nào? Món ăn cũng hợp lý. Hợp lý. Quan trọng là khách hàng thích ăn chay. Dạ, thích ăn chay. Ok. Thích ăn chay thì họ sẽ thưởng thức sẽ phù hợp hơn. Cái cảnh quan thì anh thấy nhỉ? Cảnh quan cái thiết kế của gia chủ ở đây thì anh thấy nhỉ? Nghiêng về tâm linh hay là... Nghiêng tâm linh đó. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng ạ. Thì vừa rồi thì mình đã có hỏi anh Phong, anh thấy rằng là cái nhà hàng nó rất là tuyệt vời các bạn ơi, thấy ha. Đó thì nó là liên quan về gọi là về tâm linh. Gia chủ ở đây cũng nghĩ suy nghĩ kỹ mới xây dựng được những cái này. Và ngoài ra thì họ chắc chắn là một điều đó, họ phải có cái vốn ha, là để xây dựng nhà hàng. Đó, chúng ta nhìn thấy đây cũng là một cái lâu đài ha. Một cái khu nhà này. Vâng, ngoài ra thì gia chủ ở đây có một cái homestay ha. Homestay xây dựng cách đây khoảng chừng vài trăm mét thôi. Cũng rất đẹp. Ai mà có lưu trú tại Tây Ninh mà muốn ở homestay thì gia chủ vẫn có thể cho chúng ta những cái homestay như thế này. Đấy. Chúng ta hãy search trên mạng nhà hàng Phước Lạc Duyên, nhà hàng Phước Lạc Duyên. Hoặc là ở phía miêu tả ở phía dưới tôi sẽ để địa chỉ nhà hàng cho tất cả quý vị chúng ta biết được, đến với lại nhà hàng Phước Lạc Viên, phụ cho khách đoàn từ 300-400 thậm chí 500 người ha. Có thể tham quan cũng như là có thể ăn uống. Nếu mà chúng ta ăn ở nhà hàng này thì chúng ta sẽ không tốn chi phí gì hết, mà thật sự nó không, nhà hàng này cũng không lấy tiền chi phí tham quan đâu, các bạn cứ yên tâm. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy like, chia sẻ, hay là các bạn có thể comment cũng như là các bạn đăng ký kênh để kênh của mình có nhiều hữu ích cho tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đến với mình trong ngày hôm nay.